Nhà vườn Hoa Kiển Thanh Nhàn xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay shop mình cũng lên giao lưu với cô chú anh chị, mình gồm có Trang Vàng, Trang Sen và Mai Chiếu Thủy tiếp tục nha cô chú anh chị. Thì nhà vườn mình là ở Thốt Nốt, Cần Thơ, số điện thoại là 0853 138 138. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ shop trong thời gian qua. Thì để giờ đi vào chi tiết ngày hôm nay thì cái này là Trang Vàng phôi. Cây bệ nở đế đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hoành là 18 nha. Củ đặc là 26. Củ đặc là nồi đế đẹp, cao là 20. Giao lưu là 500 ngàn. Mã hôm đây là dàn ép nha cô chú anh chị. F1 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc. Theo là mã F2 luôn nha cô chú anh chị. Hôm nay thì mình cũng sắp hết cái lô Trang Vàng, mình bán giá rẻ nha cho cô chú chơi. 500 ngàn F2, hoành là 20 luôn, một cốt, cao 18 cm, cây sạch đẹp nha. Giao lưu là bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số là F2, hoành 20, cao 19, 500 ngàn, cây quá rẻ quá đẹp cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là mã F3, hoành là 18, sát cái cũ nó còn nở ra nữa nha cô chú anh chị. Cái cũ là 21, cao 17 cm, giao lưu là 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã là F3, trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị, cốt cành khéo. Theo là mã F4 nha cô chú anh chị. Cây này hoành cả cái cụm này là 24 nha cô chú anh chị, hoành ngay cổ rễ 24 nha. Trên eo là 18, cao là 15 cm, giao lưu 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc, quá rẻ cô chú anh chị. Đây này về có thể cắt chụp lắc được nha cô chú anh chị. F4. Tiếp theo là mã F5 nha, cũng là trang vàng luôn nha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí cũ này là 19 nha, cậu rễ là 19, eo là 16, cao 15 cm, giao lưu là 350 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Theo là mã F6 nha cô chú anh chị. Cây này cốt cành cũng đẹp nha cô chú anh chị. Hoành là 19, cao là 15, giao lưu 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã là F6. Tiếp theo là mã F7, hoành là 17 nha cô chú anh chị. Cây này cái cũ nó là 21, chiều cao là 22, giao lưu là 450 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F8, hoành 18, cao là 18, F8 giao lưu là 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Trang vàng lá nhỏ, cây là bao sống khỏe nha cô chú anh chị. F9, hoạch là 18 nha cô chú anh chị, cao là 18, giao lưu 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cây đế cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã F10, hoành là 17 cm nha cô chú anh chị, cao là 15, giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây là trang vàng nha cô chú anh chị. Rồi, mã 11 này là trang sen nha cô chú anh chị.
Hoành mình đo ngay vị trí này nha, cô chú anh chị mình để ý giùm nha, ngay vị trí cổ ghế nha, thân với ghế nó giáp nhau nha cô chú anh chị. Cao là 19 cm, hoành là 16. Đây thì eo nó nhỏ lại, trang sen thì cái loại nó thân nó bóp là gì nha cô chú anh chị. Giao lưu là 450.000, bao phí ship toàn quốc. Cây này đế đẹp nha, cây bên mình là lô cây này cây sắp đế nha cô chú anh chị, F11 12 cũng là trang sen sắp đế luôn. Hoành là 16 cm, cây này đế rất là đẹp cô chú anh chị, cao 20 cm. 12 này giao lưu là 650.000, bao phí ship toàn quốc, gốc cành đẹp luôn cô chú anh chị, lùng lực. Cây mã số 13 nha cô chú anh chị, F13. Hoành là 14 cm nha cô chú anh chị, cao là 20. Cái cây này đế rất là đẹp, giao lưu là 450.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F13, 450.000. Cái tiếp theo là mã số F14 nha cô chú anh chị. Cái này hoành nó là 17 nha cô chú anh chị, đế lên rất là đẹp nha, cao là 19 cm. F14 giao lưu là 700.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha, 700.000. Tiếp theo là F15, cây này hoành 14 cm, củ đế nơm rất là đẹp, đế nó là 30 nha cô chú anh chị, cao là 20 cm, giao lưu là 500.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. F15 500.000, bao phí ship. Không ngồi viết nằm con. F16 hoành là 16 nha cô chú anh chị, cao là 20, giao lưu là 550.000, bao phí ship toàn quốc nha. Đây, đế nơm cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị, F16 550.000. F17 nha cô chú anh chị, hoành là 16 cm, cao là 20, giao lưu cô chú anh chị mình là 600.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha, mã số là F17. Cái này là F18 nha cô chú anh chị, cái màu đất nó hơi bị nghiêng đây, cây nó dáng trực vậy nha cô chú anh chị, cây này rất là đẹp, một cốt tai cành đều. Hoành nó là 14 cm nha cô chú anh chị, gọt ngọn đẹp, cao là 18 cm, giao lưu là 450.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Tiếp theo là mã số F19 nha cô chú anh chị, hoành là 16, đế nơm đẹp nha cô chú anh chị, cao là 23 cm, giao lưu là 650.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F20, một cốt đế đẹp luôn cô chú anh chị, hoành là 16, cao là 20, giao lưu là 600.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha, 600.000. F21 nha cô chú anh chị, hoành là 17, cao là 21, giao lưu là 600.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F22 hoành tại vị trí này là 16 nha cô chú anh chị, đế đẹp,
cao là 17 cm, giao lưu là 650.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F23, cây này rất là khéo cây cô chú anh chị. Hoành đo được tại vị trí này là 17 cm nha cô chú anh chị. Cái nồi đế này là 35, đế nôm sổ rất là đẹp ha. Cốt cành cái cây này mình có thể cắt xuống rất là ngắn nha cô chú anh chị. Cây này nó cao là 16 cm, mình có thể cắt xuống khoảng 10 cm là chơi lùng lực rất là đẹp cô chú anh chị. Đế rất đẹp luôn. Giao lưu là 800.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã là F23, 800.000. Tiếp theo là F24 nha cô chú anh chị. Vành tại vị trí này là 13 cm, cao là 20 cm. F24 xin giao lưu là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 400.000, bao phí ship toàn quốc. F25, hoành là 14 nha cô chú anh chị, cao là 19 luôn. Thôi này cũng giao lưu là 450.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F25, 450.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. F26 nha cô chú anh chị. Đây là lô F26, mã số 26 nha. Hoành cây này là 14 nha cô chú anh chị. Cao là 21 cm, tàng ngang là 24. Giao lưu là 800.000, bao phí ship cả chậu cho cô chú anh chị mình nha. Cây này nó cũng mịn tàn, có hoa chơi được rồi nha cô chú anh chị. 800.000, F26 nha cô chú anh chị. F27, hoành là 13, tăng cao là 20, quân tàn ngang là 28. Cái này là mã F nha, nãy em ghi lộn cái mã F27. Cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 800.000 nha. Hàng bóng mịn nha cô chú anh chị. Thường chậu lâu rồi nha, thường chậu rễ ra trắng hết nè. 800.000, bao phí ship toàn quốc. F28, cái này hoành cả cái cũ nó là 19 nha cô chú anh chị. Hoành chỗ cái eo nên là 10, cao là 22, full tàn là 30. Giao lưu 750.000, bao phí ship cả chậu cho cô chú anh chị mình nha. Căn vàng lá nhỏ, hàng này về là để bàn ngắm luôn được rồi cô chú anh chị. F29, hoành là 13 nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng đẹp nha, cao là 20, full tàn là 26. Cây này giao lưu là 750.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. F30, trang vàng lá nhỏ luôn, hoành là 13, tán cao là 25, tán ngang là 28. Giao lưu cô chú anh chị mình cây này 550.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Trang vàng lá nhỏ.
Rồi này là mã F31 nha cô chú anh chị. Mã chiếu thủy, nu chùm ruột Cà Mau, da đen lá lớn nha. Còn tại vị trí này là 29 nha cô chú anh chị. Củ đế này là 60. Cao là 19 cm. Con này giao lưu là 550.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mai chiếu thủy da đen lá lớn nha cô chú anh chị. Tiếp mình tự quay nha cô chú anh chị, mình gửi lên LTK đăng, nếu như hình ảnh nào đó không rõ nét thì cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo để mình gửi chi tiết cây lại cho cô chú anh chị xem nha. F32. Quần eo nó là 25 nha cô chú anh chị. Củ đặt nó là 36, cao là 22 cm nha. Cây trực lắc ha, cốt cành nó cũng có sẵn cô chú anh chị, mầm nó bật mầm rồi. Cây này giao lưu là 450.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. À, F33 nha cô chú anh chị. Hoành là 32, cao là 16. Cây này đế cũng khá ha cô chú anh chị, cây lùng lực ha, cũng bật mầm mà, cây rất là mạnh. Giao lưu cô chú anh chị mình là 550.000, bao phí ship toàn quốc nha. F33. F34 nha cô chú anh chị. Cây này hoành nó là 30, lùng lực ha, đế cũng khá nha cô chú anh chị, cao là 15 cm. Con này giao lưu cô chú anh chị mình là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. F35. Hoành tại vị trí này là 25 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 18. Con này giao lưu là 450.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F35 450.000. F36. Mình tại vị trí này là 24 nha cô chú anh chị. Cao là 17 cm. Hôi này giao lưu là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F37 nha cô chú anh chị. Cây này cũng có cốt cành đẹp luôn nha. Hoành eo nó là 22. Cao là 17 cm. Con này giao lưu cô chú anh chị mình là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 400.000. F38 nha cô chú anh chị. Cây này một cốt lùng lực ha, nước nu đẹp cô chú anh chị. F38 hoành nó là 28 nha cô chú anh chị. Cao là 18. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000, bao phí ship toàn quốc nha. Thì mai chiêu thủy mình ship là bó bầu ship đi nha cô chú anh chị, mình không có ship chậu nha, cái chậu nhựa mình để cho mình quay cây cho nó đẹp, chứ mình gửi đi thì nó cũng bể. F38 500.000. F39 nha cô chú anh chị. Hoành là 30 cm. Cao là 24 cm. Đây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F39 450.000. Cây này là F40, cây cuối cùng của cái mã cây ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Hoành là 31,
Cái này đế cũng khá ha, lùng lực, búp măng, cao 18 cm, giao lưu là 550.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi và ủng hộ shop trong thời gian qua nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo.